Căn cứ kết quả điều tra, ngày 13 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố 7 bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đối với 7 bị can thuộc Bệnh viện Tim Hà Nội và Công ty Cổ phần Đầu tư và Định giá AIC Việt Nam. Kết quả điều tra xác minh đến nay xác định, một số lãnh đạo cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội là ủy viên hội đồng mua sắm, thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, thành viên tổ thẩm định đấu thầu và một số cán bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Định giá AIC Việt Nam đã có các hành vi vi phạm hoạt động đấu thầu trong việc mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội, làm tăng chi phí, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước và người bệnh, ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của công tác khám chữa bệnh, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh đúng quy định pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, mở rộng vụ án, triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước và người bệnh.